cam đi em yêu, em yêu tắt cam đi ngủ đi cưng ơi. Ao bao phóp ra đi, ao ra đi là mới ngủ được, chứ vậy sao ngủ được. Mẹ mày tiếng Việt cũng còn nói rằng cũ lược tao hối hận khi tao mở cái đó ra mà 96 yêu mày luôn, phụ mã nó bị tao hối hận đúng không ai? 96 người anh yêu em, người anh yêu mày thấy có bao giờ tao tao nói gì 96 không? 96 có chửi tao tao cũng luôn luôn là người anh yêu, tao không bao giờ nói người yêu của tao hết á, người tao yêu thấy chưa? Ok chưa? Thôi đi xuống nè, luồn má nhiều máu lên tới đầu rồi đó. Tao đi nấu mì gói nha. Yêu chơi gì chơi, tôi mít cái là tôi yêu cầu tôi cấm cái con ăn mày tiểu nhân, cái con hèn, cái con phèn, con dơ, con bẩn, cái con móc lùn ban đêm, cái con bán dâm ban ngày, ế con móc vũ neo hớt tóc dạo ế kia gọi tên tôi nhanh SOS, làm ơn tôi yêu cầu nha, cấm không được gọi tên người nổi tiếng, gọi tên chị người nổi tiếng là phải có tiền nha anh Phil Nero, đéo có tiền đéo cho gọi, không có cho nó gọi 20 năm phí rồi SOS. Còn muốn chơi game á, thì chơi game như vậy nè. Đúng không? Tôi xưa giờ tôi chơi lớn chứ tôi không có quen chơi nhỏ. Một là chơi on cam ở truồng ngồi kiểu số 4. Đúng không? Rồi mọi người chấm điểm chơi đưa mặt thiệt lên ngồi 100% như tao thì một là chơi. Hai là chơi bận đồ tắm đi ra đường. Đủ má đi ra ngoài đường. Đi ra ngoài on cam ở ngoài xã hội. Đúng không? Chơi phải chơi thực tế gì là người đẹp là không có sợ. Đúng không? Đã là hoa hậu ngon lành con nào đẹp là chơi thực tế ra đời đúng không? 96 là on cam thực tế ngoài xã hội bận đồ tắm giống tao đi ra ngoài đường đứng ở ngoài đường đủ mà dám không ra đường rồi người ta mới coi cái mày có đẹp hay không đúng không anh Esso, tôi không cần biết mà muốn chơi với tôi là chơi thực tế à, chịu đựng lên mau thoát làm điên làm cùng vô mấy cái room mà ngồi bởi đích chủ room ăn mày cái ốp xong tiểu nhân chửi này chửi kia. Cách đây mà 1 2 tuần trước nó chửi bên kia nó đại gia nó không có ngồi với ăn mày với người nghèo vậy cái rung này toàn là cái tụi ăn mày với nghèo tụi tao toàn dân nghèo không phải đại gia không à rồi qua đây làm gì có nhục không đúng không sao không ngồi bên đó một cái rung cái con cherry đó ngồi ăn xin tiền của 2 cái thằng nát rượu nhục nhã lên cầm cái mic tối ngày dành cái mic lên đó, lúc ngồi ế không chơi cái mướn thằng heo đeo kính cầm mic cái vô làm gái mẹ cái đuổi tới cái không cho ai chơi cái đuổi cả tôi luôn và tôi qua bên này mà anh SOS với lại em Phúc Nổ với anh Phil Nero và mọi người đã có công nhận từ hôm tôi xuất hiện là cái room này nó có một cái không khí không nó có công bằng giùm tôi ơi đúng không không phải tôi kể công mà rõ ràng vui không tôi không có gặp em 96 tự nhiên vô đây luôn đúng không rõ ràng cả 1 2 tuần nay tôi đây tôi không hề gặp đúng không mọi người đây chơi rất là vui không có ai giành mít sân si đúng không ai ơi đúng không tụi mình ngồi với nhau chị táo với các bạn đừng hòng gạt em rất là vui và cái room người ta rất hòa đồng tự nhiên cái con quỷ cái này qua bên này để mẹ nó bullshit fucker mother cái con cheap ass the cheap whore này I don't ever talk about her you know what I mean đúng mà không bao giờ gọi tới tên nó nữa hồi xưa chỉ là một con phèn ngồi gõ chữ chơi cái room ăn nhậu của ông Danny 4 chưa tới 100 cục coi cái con ăn mày phèn này chị táo kia bây giờ bày đặt xạo xạo lên con táo này con cáo kia một cái con vô sĩ chó cắn chủ vong ơn mất dạy một con dơ bẩn có ai mà nói gì tới nó đâu SOS chỉ là cha tóc tôm thấy nó già nó xấu mà nó chơi nó bỡ đít mấy đứa Việt Nam nó cho tiền mà người ta chửi nó như một con chó ghẻ tôi mới tội nghiệp tôi thương xót tôi góp ý là không có người phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp đúng không hoặc là không có điều kiện làm đẹp chỉ có vậy thôi mà nó thù tôi là nó nhục đủ nó cắn à nó lấy miêu ốp nó miêu nó đá nó đuổi tôi mà nó bẩn thử nó chơi nó là một con chó cái rung con cherry mình đã dắt rồi nó lấy ốp nó đuổi tôi con hèn không con nhục không rồi bây giờ cái rung cái ế quá không ai chơi đúng không không ai chơi nhục quá thằng heo bỏ qua đây luôn rồi phải năn nỉ thằng heo trở ngược về bên đó rồi bây giờ con khốn nạn này nó không ngồi bên đó nó qua bên đây qua xào xào để kéo khách đó hiểu không thằng Phúc đâu mất tiêu rồi nó qua đây nó xào xào đó ủ mẹ xào xào qua lên đây xào 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 ủ mẹ đợi lúc mà cái bao tốt ế là mình đặt làm như là đúng rồi tự phong mình hoa hậu thì phải có cái đạo đức đẹp gì mà không có cái tấm lòng đúng không người đẹp là phải đẹp nết chứ phải đẹp vú đẹp lồn đẹp háng đẹp phải còn cái tư cách đúng không vậy SOS
Người ta lấy một con vợ, người ta còn coi cái tư cách, cái phẩm cách con người đàn bà chứ qua cái đẹp, cái nhan sắc lên đây mất dạy. Thấy tôi ăn nói tôi bệnh tật và nó lịch sự. Nhưng mà em hỏi anh SOS một câu nè, giờ nói câu công đạo. Khi Chá Tóc Tôm mở cái phòng mấy trăm khách, anh SOS từng vô phòng tôi muốn tặng tiền sơn rum, tôi từ chối ngay đúng không? Tôi có la liếm lợi dụng anh không? Nhớ không? Anh với con bé mà xị tin có không? Anh nói để anh cho tiền Chá Tóc Tôm. Cái thời Chá Tóc Tôm một mình xông pha cái bao thóp này, con thím tám còn ngồi đeo ớt, còn nhớ không? Anh vô anh cho tiền Chá Tóc Tôm, nói thôi khỏi anh SOS, nhớ không? Rum Chá Tóc Tôm là cái rum đông nhất online mà cả quần chúng hâm mộ, hăm dọa. Nhưng mà người ta chơi có cái đẳng cấp. Còn cái con điên này lên tự phong mày là hoa hậu, sao mày chửi người ta? Không ai chơi, không ai nói gì tới mày, chỉ là thấy mày tội nghiệp, mày xấu, mày già, mày quê mà mày nhục. Bỏ tiền rồi bắt người ta chào mình là một cái con hoa hậu, có bị bệnh không? Bệnh mà không cho người ta được nói mình già, không cho người ta mít. Thằng heo mà mở một cái cục đá thằng heo luôn, con mất dạy, hiểu không? Lúc mà cái bích ế nó không chơi, nó đi chơi cho đã, rồi nó vô nó làm gai mẹ. Nó bị con cherry lạnh nhạt, hiểu không? SOS bị con cherry lạnh nhạt, không thèm chào khi như con chó. Rồi cái con cherry nó mết tôi với là cái rung. Chị Thảo ơi, chị Thảo lên nữa không vậy? Chị Thảo lên nữa không vậy? Chị Thảo đang ngon chớn mà. Chị Thảo lên nữa không? Không lên nữa hả? Ok, vậy ngồi dưới chơi nha, ok. Ok, không lên nữa phải không? Ok rồi. Tưởng đâu là chị Thảo muốn lên nữa chứ nhường mít luôn. Mà chị Thảo cứ tối ngày lên là sang bệnh này, sang bệnh kia. Mà mít chị Thảo nhai mít chị Thảo không bao giờ dớt mít. Bệnh kiểu này chắc em cũng nên bệnh luôn luôn quá. Em đang bệnh đi, em cũng đang bệnh khang tiếng đi, okay. Ừ, con vợ giờ này nó hại quá mà, đi gây án gây thù luôn. Em đi gánh là đi gánh vú, đi gánh nợ chủ nợ vậy đó. Hay nhóc SOS, tao nói với mày đó, ok, mày chơi với tao đó, nếu như mày muốn tao nhảy đó, đúng ra mày mất ít mít lại một chút xí. Mà trình bày nhiều quá nó không có hay.